Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Dự báo thời tiết ngày 4 tháng 8 năm 2024, miền Bắc mưa rào rải rác, có nơi có dông, tập trung nhiều về đêm và sáng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ đêm ngày 4 tháng 8 và ngày 5 tháng 8 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm ngày 4 tháng 8 có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày 4 đến ngày 5 tháng 8, ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 đến 60%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng còn kéo dài trong những ngày sắp tới và có xu hướng mở rộng lên khu vực Bắc Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 4 tháng 8 năm 2024. Thủ đô Hà Nội có mưa, có nơi mưa rất to. Ban ngày, sáng và chiều ngày 4 tháng 8, thời tiết Hà Nội mưa rào và dông, nhiều mây. Nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 34 độ, giảm 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 67 đến 75%, mật độ mây trung bình 99%. Hướng gió đông đông nam đạt vận tốc 11 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 28 đến 30 km/h. Dự báo chỉ số UV, ngày mai chỉ số UV tại hầu hết các quận, huyện của Hà Nội sẽ giảm xuống ngưỡng có hại trung bình. Ban đêm, tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội độ ẩm cao, nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 27 độ, giảm 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 84-90%, mật độ mây 99-100%. Hướng gió đông nam đến đông đạt vận tốc 7-9 km/h, gió giật mạnh với vận tốc 19-22 km/h. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, mưa rào và dông vài nơi, vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam, cấp 2 đến 3. Trong cơn mưa dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 30 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng phía Nam 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Vụ đứt cáp cầu Tháp làm 3 người ở Lào Cai không qua khỏi, bắt giám đốc nhà thầu thi công. Chiều ngày 3 tháng 8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng đã ra lệnh giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao, 61 tuổi, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định. Hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao với tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động. Trước đó, trưa ngày 2 tháng 8, tại công trình xây dựng nhà máy nghiền xỉ thải phốt pho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lao Cay ở khu công nghiệp thị trấn Tằng Lỏng xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Trong quá trình thi công lò xi lô chứa nguyên liệu của nhà máy, cáp cần cầu bị đứt làm rơi thùng xuống khiến 3 công nhân không qua khỏi, 3 người bị thương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đơn vị thi công sử dụng cầu Tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người vi phạm quy định về an toàn lao động.
Chủ tài khoản Facebook cao tuổi bản tin bị khởi tố vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ngày 3 tháng 8, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Nhơn, sinh năm 1956, trú phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình diễn ra tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình diễn ra tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Nguyễn Văn Nhơn đã tham gia phát biểu ý kiến với nhiều nội dung có dấu hiệu xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, Nhơn là chủ tài khoản Facebook cá nhân, cao tuổi bản tin và sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1716 để đăng nhập và sử dụng tài khoản Facebook trên, chia sẻ nhiều bài viết, quay, phát tán nội dung cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh mang tính dung tục, phản cảm, bôi nhọ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo địa phương. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Công an Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can để xử lý theo quy định của pháp luật. Giám đốc 75 tuổi giới thiệu gói thầu ảo, lừa đối tác chiếm đoạt tiền tỷ. Ngày 3 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam, 75 tuổi, trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, cuối năm 2018, ông LTH, trú thành phố Đà Nẵng, quen biết Nguyễn Văn Tam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sông Hồng. Ông Tam hứa sẽ cho công ty của ông H liên danh thi công công trình đường tuần tra biên giới 8 km, giai đoạn cuối giữa hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông. Trên thực tế, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án này. Nhưng ông Tam vẫn đưa ra thông tin gian dối và các giấy tờ giả về việc đã được chỉ định thầu dự án. Tin lời, ông H đã chuyển vào tài khoản ông Tam hàng tỷ đồng để đặt cọc liên danh thi công công trình. Sau khi ông H chuyển tiền, ông Tam nhiều lần đưa ra các văn bản để hẹn thời gian thương thảo, ký kết hợp đồng nhưng đều không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền đã nhận trước đó. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ô tô bất ngờ bốc cháy, phong tỏa hầm Thủ Thiêm để dập lửa. Tối ngày 2 tháng 8, lực lượng chức năng quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đội cảnh sát giao thông Bến Thành phong tỏa hầm Thủ Thiêm để xử lý vụ xe ô tô bốc cháy trong đường hầm. Trao đổi với phóng viên báo Giao thông, đại diện Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, xe ô tô biển kiểm soát 49A-42214 đang di chuyển trong đường hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức thì bất ngờ bốc cháy ở đoạn giữa hầm. Phát hiện sự việc thông qua hệ thống camera giám sát, trung tâm lập tức báo ngay cho lực lượng chức năng để phối hợp các đơn vị xử lý, kết hợp điều tiết giao thông, phong tỏa hai đầu đường hầm chỉ cho xe ra, không cho xe vào. Lực lượng cứu hộ tại chỗ nhanh chóng tiếp cận xử lý đám cháy và đưa xe bị cháy ra ngoài. Đến gần 20 giờ cùng ngày, đường hầm Thủ Thiêm đã thông xe trở lại bình thường.